Không biết là hôm nay anh em buồn tôi dữ không, chứ đặt cái dòng này là gần 3 tuần mới có. Cái dòng này thật sự là rất là khó làm nha quý vị. Nên cái phôi mà cánh á, là rất là lâu làm và anh em hôm nay đặt cái này rất là nhiều. Nên mà hôm nay rất là cảm ơn quý bà con và quý anh em á, là khi mà đặt á, là cũng đợi hàng của Thủy Sản Duy. Và đây là cái dòng AR60, 90 và 114. Cái dòng này á, thì được thiết kế đó là inox 304 toàn phần. Và cái độ bắt nước của inox á, là rất là tuyệt vời. Và đây là một trong những sản phẩm đang ưu việt tại Việt Nam, là do xưởng Duy làm và gia công ra. Như quý vị thấy nè, mọi thứ Duy sẽ review chi tiết cho quý vị thấy. Một cái củ bơm đó là khoảng 14 kg. Bơm này rất là nhỏ gọn và bên Duy đã làm inox 304 toàn phần. Và được thiết kế là ổ đạn rất là chắc chắn, và ổ đạn cũng là bằng inox luôn, inox 304 hết. Và như vị thấy nè, cốt này làm rất là lớn nha, cốt này là cốt 30, chúng ta có thể là yên tâm khi mà chúng ta kéo động cơ lớn hơn, ví dụ như chúng ta kéo từ 5 HP hay là 7 ngựa rưỡi hay là 10 ngựa gì đó chúng ta vẫn chạy được, hay là 15 ngựa chúng ta vẫn chạy được. Và với máy diesel thì chúng ta có thể là sử dụng những cái dòng lớn inox 304, đầu ga đầu vô là ống 60 và có phiên bản là 90 nè, phiên bản 114 nè, cho chúng ta lựa chọn luôn. Và đến review cái phần đó là chân đế của cái motor. Cái củ bơm như vị thấy nè, đây cái độ dày của inox mà chân đế rồi nọ thì mọi thứ làm rất là bền chắc để chúng ta là có thể sử dụng lâu dài theo thời gian, 5-10 năm sau củ bơm vẫn còn nguyên. Và gian gan sẵn cho vị các bạn để chúng ta sử dụng ống cứng là ống mềm. Và đế cũng giống như mọi thứ, khi mà bắt bát bơm á, thì cũng rất là chắc chắn. Và cánh bơm như vị thấy nè, cái độ khích của cánh bơm rất là ok nha. Và như trên video quý vị thấy là cái độ khích của cái bơm này nó ra một cái áp lực rất là tốt để chúng ta sử dụng rất là nhiều việc khác nhau, ví dụ như xịt rửa ao nè, hay là đẩy xa, hút sâu, tưới bét chuyên dân rất là nhiều. Và độ bền của cánh bơm này sẽ rất là bền chắc. Quý vị nào cần cứ điện cho Duy để Duy tư vấn cho các bạn về công suất, cũng giống như là làm sao sử dụng buli như thế nào hay là motor như thế nào để chúng ta có một kết quả tốt cho ngành nông nghiệp và thủy sản của chúng ta. Xin cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng Thủy Sản Duy. Xin chúc các bạn một vụ mùa thành công, có nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.